Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với sức gió đạt tối đa 149 km h giật cấp 13, cấp 14, cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo đảm cung ứng điện tại các địa phương nơi cơn bão đi qua. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi tâm bão đi qua đã phải cắt điện 100% do sự cố bão gây ra hoặc để bảo đảm an toàn. Lưới điện tại các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên cũng bị ảnh hưởng tương đối lớn. Nhiều đường dây và trạm biến áp cũng bị gián đoạn cung cấp điện. Nhiều tỉnh hiện đang mất điện từ 20 đến 50% phụ tải cấp điện cho khách hàng. Thông tin từ Điều độ Quốc gia cho biết, tính đến 18 giờ hôm nay, Quảng Ninh đã khôi phục được 11 trên 21 tuyến trung áp, tại Thái Nguyên đã khôi phục 16 trên 25 đường dây trung áp, Thanh Hóa khôi phục 11 trên 17 đường dây trung áp, Thái Bình khôi phục 115 trên 124 đường dây trung áp. Hiện nay, tất cả các công ty điện lực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đều đã tổ chức thực hiện tái lập ca trực tại tất cả các trạm biến áp 110 kV, đường dây và vị trí lưới điện sung yếu để sẵn sàng ứng phó xử lý sự cố.